chào tất cả các bạn. Các bạn thấy đây là cái bến của cái chợ nổi cá răng, đi chợ nổi cá răng. Cái bến Tân Tàu đi chợ nổi cá răng. Và thay đoàn của mình là 20 người. Bây giờ bắt đầu lòng con thương, con thương tiếng trên trời cũng mới lòng con thương, thương chim sâu 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nổi gì đó. Cái cầu nó nổi. Gặp lại chị là hết. Bơi dòng con mẹ cha năm tháng dài dòng cũng bơi lòng con. Trời ơi, những chiếc tàu rất là đông người nè các bạn. Tham quan đã nổi nè.
những cái chiếc ghe mà ở trên nó treo cái gì là bán cái nấy, các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy là treo những cái củ khoai nè, rồi nãy chuối nè, rồi đó. Bác Tài ơi, cái này là thường là giờ người ta bán cái gì? Bác Tài mấy cái treo treo này nè, đây nè, đó, giống củ khoai quá hả? Lấy khoai hả? Đây. Ôi ôi, con nước con kìa, giống tàu kia các bạn, tàu kia nhiều lắm. Đó, rồi treo lên vậy nè. Mà tại vì sớm quá nên ta chỉ có bán hai mấy giờ. À, bán từ 5 giờ nha. À, tức là đây là bỏ sỉ nha. À, bỏ sỉ xong rồi á, là những người mà mua bán nhỏ mới lại đây lấy, xong rồi mới là đem lại các cái chỗ phân phối ra nha. À, đây ở đây kìa, khách du lịch nhóm một trơn đó, mấy cái tàu mà có người đi có mặc áo phao gì đấy là toàn là tàu du khách không ạ. Rất là đẹp luôn. Cái này là hiếm thấy ở Nam Bộ mình mà còn một cái chỗ mà bán tiền ghe, tiền tàu, tiền người trao đổi chợ nổi cái răng trần này. Ờ, tới đây hết rồi mình quạnh lại thôi. Mình đi gì đây là mới có mười mấy phút mà, tại vì nó tới một tiếng mấy gì lận mà nó ăn uống đồ này kia tùm lum hết trơn. Rồi vậy là xong rồi hả? Rồi hẹn gặp lại chợ nổi cái răng lần thứ hai bên tàu đã cập bến. Đây là một chiếc tàu thứ hai chuẩn bị rời bến. Rồi mình quay tổng quan một lần nữa nha các bạn. Đây là chợ nổi cái răng sau khi mà ở trên tàu đi lên. Sau khi ở trên tàu đi lên đó thì mình ở trên bờ quay được cái cảnh như thế này. Nét riêng của cái vùng Nam Bộ mua bán trên sông được tái hiện lại trên cái thực tế, cũng như là nhờ có quý du lịch đó, quý khách du lịch đến mà các bạn thấy rất là vui. Đây, bình minh trên dòng Cửu Long, bình minh với cái nét văn hóa rất riêng, đó là bán trao đổi trên sông nước loại thức ăn nước uống, rồi là các cái loại bánh mặn như là bánh canh, bánh bún riêu vân vân. Đây các bạn nghe nhộn nhịp luôn. Nhưng mà bây giờ thấy du khách đó muốn nhiều hơn cái những cái nơi bán á các bạn. Du khách thấy nhiều quá. Rồi. Đây cái bến tàu nó gần cái cây xăng Hoàng Chiến này. Đó, đối diện qua đó. Rồi, kể như kết thúc.